Hey, hello anh em mình là bơi bơi đây lâu lắm mới có dịp làm cái video à, dạo này vẫn còn rất là bận à, tin buồn ở nhà vẫn chưa bán được nên là à, không có tâm trạng à, làm video mới live stream à, nhưng mà hôm nay thì ngày hôm nay là một ngày gọi là khá là đặc biệt tại vì à, anh em thường gọi tôi là ra cắt lượng mà ra cắt lượng ra à, cắt quang nhé ra cắt quang mà ra cắt quang mà không expertise ra cắt lượng thì đúng thật là hơi phí <laughs> nhưng mà con tướng này được cái bây giờ cũng khá là bạn cũng khá là bá anh em ạ hay là đã tích đủ tượng hôm nay đánh liên mình ở sai việt lên là thôi mạnh dạn là mình xin phép mình uh, expertise ra uh, cắt lượng đúng không đã là ngô kiến quang là phải có ra cắt lượng thì mới chơi được đúng không nhỉ đúng rồi ok đã là ngô kiến quang là phải có thể đi với ra cắt lượng nhỉ có ra các lượng bình luận về gọi là quân sự với chiến thuật lắm mới người ta mới gọi là có gì là tin tưởng đúng không chứ không người ta bảo thằng này chả là cái gì cả đúng không có ra các lượng còn dưới dưới trướng của bay bay của Ngô Kiến Quang đây mà à, con tướng lại cũng khá là bá ở à, hôm nay đánh thì chắc là à, thì kế hoạch sắp tới của mình ấy, thì mình như mình, mình nói với anh em rồi là đợt khả năng sắp tới là mình sẽ mình đã chuyển qua mình chơi chơi thêm nhiều cung Um, thì hiện tại là mình đọc, mình có bù được cờ mới ở ra cắt lượng nha em nhé hiện tại là bù được cờ mới ra cắt lượng à Đã cắt lượng rồi mới lên mà Đã cắt lượng tôi rồi ra cắt lượng trốn đâu mất rồi mẹ vừa lên xong hay là quên chữ unlock unlock chưa nhỉ oh, ô đang ở ngoài đang ở ngoài đang đi kéo men dợ <laughs> kéo men dợ chưa về à, ra cắt lượng rồi unlock chưa nhỉ Unlock này mà À, lên con da cắt lượng này, thì à, kế hoạch của mình là lên da cắt lượng này Tiếp theo mình sẽ lên Buduker à, Lên Buduker đầu tư thêm độ lên max Expertise đi cho nó khỏe nhé Expertise đánh cung cho nó khỏe này. Rồi à, hiện tại mình đang tập trung mình kiếm thống đốc mạnh nhất Cho Tom Bridge à, Tom Ritz mình vẫn đợi vào bảo tàng à, Đợi bảo tàng chỗ này, bảo tàng ra Tom Ritz thì mình nghĩ là Tom Ritz sẽ được dùng lên khá là nhiều tại vì chỉ số sắp tới của Tom Ritz khá là bé nhưng mà hiện tại nó vẫn chưa cho Tomris vào bảo tàng ấy nên là mình còn khá nhiều thời gian hiện tại mình chơi một đạo cung thôi sau này mà khi mà Tomris ra thì khả năng mình sẽ chơi hai đạo cung anh em nhé Tomris vào bảo tàng chưa Tomris siêu vào bảo tàng nhé chỉ có Saladin thôi đang đợi Tomris cả Alex vào bảo tàng xem như nào hiện tại mình gọi là chuyên gia kéo man dợ hai đạo bu được bình thường với cả ra cắt lượng mới cả đạo kia là kia là lâu hờ mới cả ngoài cầm hai đạo chuyên gọi là đi đi kéo men dợ anh ạ hộ lâu hờ này thì kế hoạch trong tương lai của mình ấy thì mình nghĩ là khả năng mình sẽ chuyển qua cung à, mình sẽ đánh hai hai đạo cung à, và mình sẽ có thể là chuyển uh, chuyển nền văn minh lửa luôn nền văn minh sang đế chế ottoman ottoman thì có chỉ số cung máu cung 5% phần uh, trăm tăng uh, điểm kỹ năng sát thương 5% phần trăm tốc độ đó khá là bá với cả với tướng cung hiện tại bây giờ mình nghĩ là nếu mà đánh cung khá là khá là hiệu quả ấy. mình thì thiếu mỗi cái nhà thôi nhà thì có thể là mình sẽ đầu tư vào kvk có thể mình lấy nhà kvk hoặc là có thể mình sẽ đợi mình đua thiên đỉnh Thêm một cái nhà nào đó hiện tại là mình vẫn đang gọi là đợi chờ một cái nhà thiên đỉnh để tăng 10% phần trăm chỉ số kỹ năng sát thương mười phần mười phần trăm hoặc là năm phần trăm cái nhà này hiện tại mình có 5 phần trăm rồi là thì uh, cũng uh, không phải gọi là quá hiệu quả nhưng mà cũng gọi là ok uh, nhưng mà nếu mà có 10 thì sẽ mình nghĩ là nếu có 10 phần thì sẽ ngon hơn rất là nhiều ừ, là thật đấy nếu mà có 10 thì chắc là sẽ ngon hơn rất rất là nhiều luôn đấy uh, mình sẽ cầm quan cả sài Gòn đi quan với cả sài Gòn mình sẽ dùng ti bốn cho nhanh này hôm nay đánh hôm uh, nay đánh liên minh ở Sa Oh, vừa lãy vừa lãy đua vậy vậy đua với thời gian luôn. Top 1 anh em nhé. Liệu có anh em nào 2634 đuổi tôi đuổi kịp tôi không? Mới mới đánh mới đánh mới đánh xong nhỉ? Mới đánh đua với thời gian không? thì chơi mình vẫn chơi vẫn vào cái bị đường bình thường chẳng qua dạo này bận rộn mấy cả đầu óc nó căng thẳng quá Life stream livestream thời gian không có hy vọng là cái vụ của mua bán nhà cửa sẽ giải quyết nhanh nhanh chóng chóng cho mình Nên là mình có thời gian mình còn tập trung vào nhiều vợ khác nữa chứ còn căng thẳng quá ở à. vợ mình cũng khá là căng thẳng khá là căng thẳng um, hy vọng anh em ạ ok Ờ nhé hôm nay làm cái video vui thôi anh em ơi ngắn ngắn cho anh em biết là tình hình hiện tại thế nào mới lên con da cắt lượng hôm nay đánh uh, lên mình ở service xong rồi uh, sắp tới uh, lên thêm uh, đập thêm vài đồ cung nữa đồ cung của mình khá là ít chắc sắp tới đập thêm vài món tị cung cam cung nữa rồi từ 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 lên cung thêm cung đấy là kế hoạch trong tương lai của mình nha anh em nhé à, cảm ơn mọi người đã xem video